Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn đang xem video. Ngày hôm nay mình lại có một cái hành trình đi lên trên núi cao để đi tìm lan. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ video với các bạn về cái hành trình hôm nay mình đi. Đang ở lưng chừng núi và ở đây thì bắt đầu có những cái vách đá khá là khó. Và cũng có một vài những cái gặp gỡ về những cái cây lan rừng. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái hình ảnh gặp gỡ trong cái hành trình hôm nay. Mời các bạn cùng đồng hành theo dõi anh em mình trong hành trình tìm lan này nhé. Cái khu vực núi đá ở đây thì cũng như đợt trước mình có cái trải nghiệm và chia sẻ với các bạn thì đường đi nó rất là khó khi mà phải cái vách đá, những cái vách đá ở đây nó rất là dốc. Thì mình cũng từ dưới kia lên thì cũng khá cao rồi các bạn ạ. Cái khe núi thì nó ở tận tít dưới ấy. Mà cái đường này thì nó gần như là nó dốc đứng lên. Bây giờ đang ở lưng chừng núi rồi. Cái mục tiêu để lên cái đỉnh núi cao thì nó còn khá xa. Anh em mình đang trong cái giai đoạn là chinh phục cái đỉnh núi đầu tiên. Dọc đường lên thì ở đây có một cái khu vực có cái cây thu hoạch đường rất đẹp các bạn ạ. Nơi anh em mình đi qua, đây có một bãi luôn. Cái dòng thu hoạch đường này thì nó rất là đa dạng, những cái kiểu dáng lá khác nhau và nó có cái sự phân bố khá là đặc thù. Khi có những loại thì nó rất là giới hạn, chỉ ở những cái một vài những cái vị trí, những cái địa hình đặc thù thôi. Tùy theo vùng miền, tùy theo đặc điểm địa hình, độ cao các thứ. Nói chung là rất là phức tạp. Và cái cây này thì cũng vẫn đang được các anh chị em bên viện thực vật đang nghiên cứu và đang định danh dần dần ghi nhận về cái sự xuất hiện của nó ở Việt Nam mình. Thì có rất là nhiều loài thì chưa được định danh cái vùng phân bố đâu, và tên họ thì cũng chưa có những cái tên họ rõ ràng. Đây, một đám loài này thì có những cái vân ở giữa rất là đẹp luôn, nổi bật ở trên những cái vách đá này. Nay thì mình đồng hành cùng với ông em thông thạo cái địa hình ở khu vực này và theo cái đường này để đi lên các bạn ạ. Ngày xưa thì nó có một cái đường mòn mà người dân họ làm gỗ, còn bây giờ thì rất là lâu rồi không có ai đi lại, nó cũng trở nên rộng rạp, vừa đi là vừa phải phát đường. Ở đây do cái dạng địa hình mà nó khó cho nên là cây cối to vẫn còn khá là nhiều các bạn ạ. Những cái cây gỗ to và tán rừng nó còn khá nhiều. Một chặng đường dài của buổi sáng ngày hôm nay, khi mà từ dưới cái khe núi rất là sâu ở dưới kia đi lên trên này thì bây giờ mình đang có mặt trên cái phần đỉnh núi các bạn nhé. Đỉnh thì nó là đỉnh một cái ngọn núi thôi, nhưng mà cái ngọn này thì chưa phải là cái ngọn cao. Ở bên đằng sau này thì còn có một cái ngọn núi nó cao hơn các bạn ạ. Ở phía trên kia kìa, nó còn phải đi vượt qua một cái thung lũng ở chỗ này nữa. Nhưng mà tạm thời là mình sẽ tìm kiếm ở trên cái đỉnh núi này. Hôm nay thời tiết nó không nắng, nó muốn mưa nhưng mà rất là oi. Thì dọc đường lên trên này, nói chung là ở đây thì nó cũng đã rất là cao rồi. Và chỗ này thì cái đám cây bụi, cái núi này thì nó chết hết rồi các bạn ạ. Thường thì cái giống cây bụi họ che nứa này, các bạn đang thấy này, đống khô này, thì nó khi nó họ, cái dòng họ che nứa ấy, mà khi mà nó đã chết thì nó chết cả núi luôn. Cái giống nó là như vậy, không hiểu sao mà nó lại có cái cách sinh sống kiểu như vậy. Nó chết cả núi luôn. Và cái cây con này thì bây giờ bắt đầu mọc lên những cây con này các bạn này. Nó cũng giống như cái cây nứa. Cái cây nứa ấy thì nó cũng măng nứa mà các bạn thường hay được ăn ấy, thì nó cũng kiểu như vậy. Có khi là khoảng cách địa lý rất là xa, tỉnh nọ tỉnh kia khác nhau, nhưng mà đến cái năm nó chết thì nó chết cả một lượt luôn. Bụi mới trồng cũng chết, mà bụi phát triển từ lâu đời cũng chết. Rồi nó lại ra hoa ra quả và lên những cái cây con như thế này để sau một cái thời gian nữa thì nó lại thành những cái cánh rừng cây bụi. Và dọc đường lên thì mình gặp được những cái khóm kiếm lá giáo các bạn ạ. Một cái loại địa lan mà hoa khá đẹp. Và cái kiếm lá giáo này thì thân thủ nó rất là gọn gàng, nó ngắn các bạn ạ. Nó không cây, nó không dài đâu. Lá nó kiểu tròn tròn và nhìn thân lá thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái loại này thì bây giờ không thấy có hoa. Có một loại thì đang mùa hoa, nhưng mà cái loại này thì không biết là nở hoa mùa nào các bạn ạ. Kiếm lá giáo rất là đẹp luôn. Toàn là những cái loại lá nó tròn đẹp này, cây ngắn này các bạn này. Cây này mình anh em mình thì sẽ lấy cái loại này mình
Hôm nay gặp cái loại địa lan này là đầu tiên này các bạn. Cùng cái dạng địa hình này thì mục đích là đi tìm cái tiểu kiếm caran ấy. Nhiều anh em hỏi quá nhưng mà tạm thời là dọc đường lên thì chưa thấy cây nào. Lên thì cũng chui được một lối lên thôi. Bây giờ thì mình sẽ tìm quanh quanh cái phạm vi khu vực trên đỉnh núi này các bạn ạ. Phải phá lối đi, tìm kiếm xem những cái thường là những cái cây địa lan này nó hay sống ở trên đỉnh này. Loanh quanh ở trên cái đỉnh núi này thì mình vừa mới đi một vòng xong. Nó chỉ có vài cái cây kiếm lá giáo đấy, với lại có mấy cái loại lan thanh đạm các bạn ạ. Có mấy cái loại lan thanh đạm hay mọc ở trên đỉnh núi này. Ở đây thì không biết là có con gì nó ăn đấy các bạn. Trụi hết lá này. Từ đầu bên kia mình đi lên và bây giờ thì mình đi dọc sang cái đầu bên này. Ở đây thì đấy, đằng sau này có một cái ngọn núi thì cao hơn, cao vời vợi này các bạn này. Mình có khi là còn phải vòng lên cái ngọn này nữa. Nhưng mà ở đây thì có một cái thung lũng rất là sâu. Mình đang nghi là có hài trần liên ở đây này. Trong này có một cái thung lũng sâu lắm các bạn. Có một cái thung lũng nó tụt ở bên dưới thấp này. Không biết là liệu có đi vòng vào được không. Vòng vào thì lại không có đường để lên. Vòng vào thì không có đường để lên cái núi cao tại vì nó toàn vách. Có khi là mình phải đi ngang ở bên này sang thôi. Ở đây thì không nhầm là nó đi qua một cái khe thì mình sẽ đi lên theo sườn núi ở bên này lên. Còn ở dưới này thì là cái thung lũng nhìn đẹp lắm nhưng mà vách của nó thì toàn là vách dựng đứng. Không có lựa chọn nào hơn các bạn ạ. Nhìn thấy cái thung lũng đẹp mà ý tưởng đi xuống thì cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Mình đi xuống khe ở chỗ này thì mình nghĩ là có thể đi xuống dưới cái thung lũng này để xem một vòng. Nhưng mà thực tế là cái khe này nó rất là sâu. Nó sâu xuống tận tít dưới kia và có thảm thực vật ở tận tít dưới kia các bạn ạ. Sâu lắm mà không, chỗ này thì không xuống được. Nó là một cái, hai bên nó là cái vách dựng đứng luôn. Không có một lựa chọn nào cho cái vị trí này cả. Mình rất nghi là trong những cái khu vực sợ sâu trong những cái khe này, những cái vách đá khi mà nó có những cái khe rãnh sâu, những cái dòng nước nó chảy ẩm thì có thể là có cái cây lan hài trần liên nó sống. Tại vì vốn cái khu vực này là có sự phân bố của hài trần liên. Nhưng mà những cái địa hình của nó thì đi thì quá khó. Ở chỗ này sâu, nó rất là ẩm, rất là hợp luôn các bạn ạ, khu vực này. Nó kiểu như một cái hố sụt ở trong tự nhiên ấy. Nhưng mà không đi xuống được. Xem đến cái khe ở chỗ này một cái là thấy chán luôn các bạn ạ. Không có một, mình cứ tưởng là ở đây thì nó có cái lối để đi xuống thôi. Nhưng mà thực tế là không thể đi được. Bắt buộc là phải chấp nhận đi vòng ở lên trên cái sườn núi này thôi các bạn ạ. Đến cái sườn núi này đi vòng, tránh qua cái thung lũng này, đi vòng qua sang bên trên này. Hy vọng là cái đoạn bên trên này cũng có chút gì đấy. Ở trên này có rất là nhiều cái cây dứa rừng các bạn ạ. Khủng khiếp luôn, toàn gai là gai, đi mãi mới qua được cái bãi dứa này. Bãi dứa này nó mọc vòng quanh bên đằng bên này là cái thung lũng sâu ấy các bạn. Đây có lan thạch hộc rồi. Có mi nhiều, rất nhiều. Và chỗ này mình thấy có lan hài rồi các bạn ạ. Lan hài lên các bạn ạ. Cái dòng này nó toàn sống ở trên núi cao thôi. Cái địa hình đẹp ở trên núi cao các bạn ạ. Đây này, mình đi qua bên trên này không để ý thì tí nữa không thấy. Ở đây nó có 2-3 đám liền, 3-4 đám liền ở tận dưới rậm kia nữa. Và đằng sau mình thì mình thấy cái khóm ở đằng sau rồi thôi. Đây toàn hàng khóm đẹp này các bạn. Đấy, nó nắng lôi nhiều cho nên lá nó nhỏ nhưng mà nó sẽ rất là dày hoa các bạn nhé. Cái kiểu mà nó ăn nắng ấy, lá của nó không quá dài. Đây này các bạn, trong chỗ rậm rậm này một cái khóm Helen cực đẹp luôn. Có lan hài Helen, có một chút hy vọng rồi các bạn. Bây giờ là hơn một giờ rồi các bạn ạ. Mình đi được một buổi sáng, nguyên một buổi sáng thì bây giờ mới lên được cái chỗ đỉnh núi, cái ngọn núi cao. Đi qua một cái ngọn thấp rồi là đi vòng qua cái thung lũng thì lên trên này thì đang là cái chỗ gọi là trên đỉnh này các bạn này. Đây là đỉnh núi này. Đấy, ở trên này thì nó còn hơi cao một tí, còn chỗ này thì đúng là cái tầm cái đỉnh rồi. Thì lên cái chỗ này đúng là hôm nay không phụ công.
không phụ công ngày hôm nay lên trên cái ngọn núi cao này các bạn ạ. Vượt cái chặng đường xa xôi lên cái ngọn núi cao này. Ở đây đúng là một cái vị trí ngay gần đỉnh nhưng mà nó rất là ẩm luôn. Ở bên dưới mình thấy những cái cây xương cá này rồi là móng rùa này. Nghi lắm nhưng mà đi dọc đường không thấy cái gì. Đi mãi lên đến trên này mới thấy được các bạn ạ. Mọi người nhận ra cái loài lan hải này không? Một trong những cái loài lan hải khá là quý hiếm, rất là khó tìm. Loài lan hải Trần Liên. Lan hải Trần Liên bây giờ thì nó không có hoa, mà loài này thì nó lại nở hoa một cái dịp Tết âm lịch các bạn. Nó sẽ cộng trừ trước, trong hoặc là sau Tết âm lịch. Nó trong cái giai đoạn đấy. Nói chung là cái khoảng thời gian Tết âm lịch là cái thời gian nở hoa, với những cái bông hoa màu trắng khá là hấp dẫn. Thì ngày hôm nay sau một vài những hành trình đi lên trên núi cao, có những đợt thì cũng may mắn gặp được, có những đợt không. Ngày hôm nay thì mình lại có duyên gặp được lan hải Trần Liên ở cái khu vực này các bạn ạ. Hải Trần Liên thì nó cũng tương tự như hải hương, nó cũng quý tương tự như cây hải hương. Cây hải hương bây giờ cũng rất là khó tìm, mà hải Trần Liên thì nó cái phạm vi phân bố nó còn ít hơn hải hương nữa. Đấy, thì ở đây là những cái khóm lan hải đều là những cái khóm luôn, nó thành những cái khóm rất là đẹp luôn. Cây rời thì ít thôi, mà mình thấy ở đây có vài khóm nó tập trung ở dưới chỗ này. Khắp cả núi đôi khi là không có một cây nào, nhưng mà may mắn thì nó sẽ có một cái tiểu địa hình đặc biệt các bạn ạ. Cái giống này nó ăn ở những cái tiểu địa hình, sinh sống ở những cái khu vực đặc thù. Ở đây bên dưới này nó là một cái hũng đất nhỏ nhỏ đấy các bạn này. Và cái khe ở đây thì có một cái khe chảy xuống dưới kia. Hồi nãy thì mình không đi đến cái khe mà mình từ cái bên này mình đi lên thôi. Thì mình quay xuống đây thì ở đây nó là một cái tiểu địa hình rất là ẩm thấp. Và chỗ này mình đã gặp được những cái cây lan hải Trần Liên sống ở trên cái vách đá này. Rất là may mắn. Những giọt mồ hôi đã được đền đáp các bạn ạ. Đang loanh quanh ở cái khu vực này tìm xem còn có hải Trần Liên nữa không. Một vòng cái bên này, một vòng sang bên này quay lại các bạn ạ. Có rất là nhiều những cái dạng địa hình, tiểu địa hình đẹp, nhưng mà không hiểu sao là nó chỉ tập trung ở cái chỗ lúc nãy mình quay thôi, còn đi một vòng thì không có. Nhưng mà đến đây thì mình thấy có một cái loại lan này đáng để giới thiệu đến các bạn. Một cái loài lan mà lại có cái vẻ đẹp ở những cái lá, còn hoa thì nó cũng bình thường thôi. Nó thuộc cái dòng lan gấm. Cái cây này thì với cái cây kim tuyến ấy, nó cùng là một họ, nó cùng họ với nhau các bạn ạ. Nhưng mà cái cây này thì cái giá trị dược liệu ấy thì nó lại không thể so với cái cây lan gấm được, à cái cây lan kim tuyến được. Cái cây kim tuyến làm dược liệu ấy thì giá trị nó cao gấp khoảng 10 đến 20 lần cái loại này này, nếu mà tính về giá trị dược liệu các bạn. Nhưng mà về giá trị sưu tầm thì cái cây này thì nó cũng rất là đáng giá. Một cái loài lan mà có cái mặt lá rất là đẹp. Cây nào nó cũng có một cái lá màu tím sẫm như thế này, và có những cái kẻ ở giữa này các bạn. Nó không được nhiều gân như cái cây kim tuyến. Cái cây kim tuyến kia thì khắp mặt lá này là gân nó chằng chịt luôn. Còn cái cây này thì nó chỉ có một cái kẻ ở cái rễ lá này thôi. Thì cái chỗ này nó mọc thành một đám khoảng 6-7 cây. 6-7 cây ở chỗ này thì các bạn có cái bộ lá nổi bật luôn. Và mình quay một cái đoạn video để giới thiệu cho các bạn cái cây này thì mình sẽ lấy về. Nếu mà có anh chị em nào sưu tầm thì nhắn vào Zalo cho mình này. Chắc là mình sẽ lấy được mấy cây thôi, không có nhiều đâu. Loài này thì cũng ít gặp lắm các bạn, không mấy khi có duyên gặp được cái cây này đâu. Coi như là gần một ngày tìm kiếm các bạn ạ. Bây giờ cũng đến chiều chiều rồi. Tầm này nắng vẫn còn rất là oi, mặt trời chưa xuống núi đâu. Nhưng mà cái núi này rất là cao cho nên là anh em mình phải kết thúc hành trình để còn tính tìm một cái đoạn, cái chặng đường đi về nữa. Nói chung là ở đây thì nó không có đường lối gì, ở trên núi đi xuống thôi, cho nên cứ thẳng đường qua những cái vách đá, khá là nhiều những vách đá. Và xuống dưới này là cái thung lũng sâu mà hồi sáng mình chỉ các bạn xem ấy, có cái thung lũng sâu ở dưới này. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống qua cái thung lũng này và đi ra hướng ra ngoài kia, hướng ra cái ngọn núi phía ngoài kia để đi xuống. Nói chung là một cái chặng đường quay trở lại khá là dài, cho nên anh em mình sẽ phải đi xuống núi sớm một chút. Hôm nay có một cái trải nghiệm cũng khá là tuyệt vời chia sẻ với các bạn trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái hành trình đi tầm lan của anh em mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.